Đây nè. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu. Cô nên nhớ, cô là vợ tôi đó nghe. Anh ghen hả? Tôi không muốn bị mọc sừng trước khi hợp đồng chấm dứt. Thôi đi đi. Nhanh lên. Làm gì vậy? Buông ra đi. Làm gì vậy? Để lên. Anh làm gì vậy? Lên xe đi con. Dạ. Xe đi. Dạ. Trời ơi. Qua đây. Anh có chừng cái đó. Cho anh chết nè. Chết nè. Má thấy Hạnh Trang và Tuấn Anh hai đứa nó càng ngày càng hợp nhau, má vui thiệt. Hạnh Trang nó vui vẻ, má mừng lắm. Có như vậy chắc cô má sẽ khỏe mạnh và còn xinh xắn nữa chứ. Tuấn Anh, Hạnh Trang. Dạ. Dạ. Trời. Ba. Ngồi xuống đi. Hạnh Trang à, chút nữa nội muốn đi mua một ít quà gì đó cho Kim Ngân. Dạ, con cũng nghĩ vậy á nội. Con có đi cùng không? Dạ, thôi, để con và ba đi tắm biển, câu cá. Khi nào mà nội và Hạnh Trang xong á, thì gọi điện cho con ra đón. Kệ ảnh, con với nội đi là được rồi. Con đi nha ba. Thôi mình đi nội. Cẩn thận cái nội. Thôi mình cũng đi con. Dạ. Đi. Bữa nay trời không có nắng, biển mát quá nội ha. Mệt quá. Trời, mỏi chân quá à. Ai biểu cô với nội đi bộ nhiều quá làm gì? Thì tại đẹp quá chứ bộ. Với lại biết bao giờ tôi mới được đi lần thứ hai. Nè, tôi có quà tặng cô nè. Gì vậy? Tặng túi hả? Cô mở ra đi. Đi, nhanh lên. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Thì cô cứ ngồi xuống đây chờ tôi đi.
to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chắc bánh đi chứ, tôi thèm bánh lắm rồi đó. Ăn như vậy vui hơn. Hạnh Trang à, Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh à, Hạnh Trang ơi. Kìa, má, má chưa ngủ hả? Má mang cái này qua cho Hạnh Trang, nhưng không biết tụi nó đi đâu. Chắc tụi nó ngủ rồi má ơi. Ngủ thì cũng phải nghe tiếng gõ cửa chứ. Hay là tụi nó làm sao hả con? Hay con đi gọi phục vụ phòng, vô mở cửa xem coi tụi nó ra sao. Kìa má, tụi nó lớn rồi, con nghĩ má nên để cho tụi nó tự do một chút đi. Đi ngủ má. Đi má. Sinh nhật vui nhất của tôi đó. Thì không ngờ anh lại tốt với tôi như vậy á. Vì thỉnh thoảng cô cũng tốt với tôi mà. Đâu có đâu, tôi tốt với anh tại vì anh trả lương cho tôi mà. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, nhờ có cái kiểu sợ lấy vợ của anh á mà tôi làm được nhiều việc cho má với em Lâm của tôi lắm. Tôi ước gì bây giờ má tôi còn sống, tôi có má như cô để mà lo lắng, chăm sóc, mà trả hiếu. Tôi xin lỗi. Bên này thì sao nữa rồi? Tuấn Anh ơi, tôi mang một thật không ngờ một kẻ lạnh lùng như anh ta lại có những vết thương lòng không thể hàn gắn nổi. Bây giờ thì mình đã hiểu, dễ ngang tàn ương ảnh chỉ là giả bọc để che giấu sự yếu đuối bên trong. Mình thấy tội nghiệp anh ta quá.
cười chứ. Tôi xin lỗi, không phải tôi cười anh. Đừng có hiểu lầm nha, tôi không có cười anh đâu. Mà cô cười gì chứ? Ở đây có ai diễn trò đâu mà cô cười. Hôm nào rảnh anh qua nhà tôi chơi được không? Qua nhà cô. Nghĩ cũng hay thiệt ha. Tôi không có ba, anh lại không có má. Nếu anh không chê, anh có thể coi má tôi là má của anh, Đức Long là em trai của anh. Như vậy là anh có cả một gia đình luôn rồi đó. Không dám đâu. Rồi cô bắt. Con chào cả nhà. Ôi. Mời cả nhà uống cái này cho lại sức. Con tới hồi nào vậy? Dạ con tới hồi sáng. Biết hôm nay mọi người về cho nên con đến đây nấu ăn cho mọi người ăn nè. Dạ. Con mời nội. Cảm ơn con. Mời ba uống nước. Cảm ơn con. Tuấn Anh với Hành Trang đến đây uống nước đi. Hành Trang có mệt không? Lúc về quen rồi cũng không sao. Dạ thôi cả nhà lên lầu tắm đi rồi xuống đi ăn cho nóng. Coi hôm nay Kim Ngân định đãi mọi người món gì đây? Bí mật nội. Đưa ba, đưa ba. Dạ. Cô ơi. Hôm qua có người chuyển quà đến cho cô nè. Quà em để đây nha. Hành Trang lại đây ngồi. Chà, chị Hành Trang có chồng có con rồi mà vẫn còn duyên ghê ha. Ai tặng vậy? Chị coi đi. Chắc họ lầm á, chứ tôi làm gì có quà bao giờ. Chị làm sao mà lầm được, trên đây đã ghi rõ họ tên rồi mà. Cô ngồi chơi nha. Im. Bây giờ chỉ có tôi được hỏi thôi. Hắn là ai? Sao tôi biết được? Tôi còn chưa đọc được thiệp nữa mà. Nếu không biết thì tại sao hắn lại biết ngày sinh nhật của cô? Cô nói là chưa từng ai tặng quà cho cô trừ tôi, đúng không? Anh đừng có xúc phạm tôi nha. Mà hắn lại biết cô ở nhà tôi nữa chứ. Rõ ràng là cô thường xuyên có liên lạc với hắn. Anh là cái gì mà tra khảo tôi? Thì người ta tặng quà cho tôi á. Lãng mạn quá ha. Tôi thích nó. Cô không được để đó. Chỗ đó của tôi. Thì tôi ôm tôi ngủ. Hay là Đức Long gửi cho mình ta? Nhưng việc gì mà phải trang trọng như vậy? Mà sao anh lại nói nóng với tôi? Đúng là đồ tính khí thất thường. Có chuyện gì mà hẹn chị hai ra đây vậy? Chuyện quan trọng lắm. Đi, đi theo em. À.
ha. Này bây giờ á, chị hai nhắm mắt lại đi, em ảo thuật cho chị hai coi. Nè, chị không được hí á nha. Lại mấy trò ảo thuật của rít của em chứ gì. Không dám đâu, kỳ này là trò ảo thuật mới á. Rồi, mở mắt ra. Ten 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 ten. Tặng chị hai nè. Đây là lần đầu tiên sinh nhật mà chị hai không có ở nhà. Bình thường á, nhà mình nấu món gì ăn xong rồi thôi à. Chứ em không có tặng quà cho chị hai. Bữa nay em tặng quà chị hai, tự tay em gói á nha. Nè chị, cầm đi. Chị hai. Em bị đặc quá à. Nếu được đổi lại, chị muốn được ở nhà với mọi người hơn. Đừng nói chị hai khóc quá nha. Khùng quá à. Làm gì có. Chị hai mở quà nha. Chị xé ra đi cho lẹ. Không được, cái này là tự tay em gói, phải giữ chứ. Ừ, chị mở đi. Con gấu đó không phải của em. Vậy của ai ta? Chị hai nói con gấu nào? Tự nhiên có người tặng quà cho chị, gửi tới nhà Tuấn Anh đó. À, em biết rồi. Đó là người hâm mộ thầm kín chị hai. Làm gì có. Thôi, kệ đi. Càng nhiều quà càng thích. Đẹp không chị? Đẹp quá. Em đi khắp Đà Lạt mới có được cái kẹp này đó. Xạo dễ sợ. Nó được gọi là đệ nhất kẹp á. Chị ở nhà đâu có thoải mái không? Cũng tạm ổn. Nhưng mà thôi đừng có nói chuyện của chị nữa. Kể chuyện ở nhà đi, và chuyện học hành của em nữa. Quá đẹp. Dì Năm. Má con đâu mà rảnh qua đây vậy con? Má con ngủ rồi. Con qua đây chơi có chuyện gì không? Con sao vậy? Chị hai con có nói chuyện gì với dì Năm không? Chút xíu nữa là anh Tuấn Anh bỏ chị hai con ngoài đường á. Không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Con lo chị Hành Trang chuyện đó phải không? Dạ. Tụi nó ở chung phòng với nhau mấy tháng nay rồi, có sao đâu. Không phải như vậy, nhưng mà con thấy chuyện chị hai làm á, nó cứ sao sao đâu á dì Năm ơi. Không làm vậy á thì má con được như bây giờ à. Không làm vậy á thì chuyện học hành của con ra sao? Tất cả mọi chuyện là trông vào nó đó. Rủi gia đình của anh Tuấn Anh biết thì sao dì Năm? Con thấy bà của anh Tuấn Anh cũng tốt lắm chứ bộ. Mình làm vậy giống như là mình đi lường gạt người ta vậy á. Thì lúc đầu á, dì khuyên thì anh Trang, dì nghĩ là đủ để trang trải thôi. Đúng là việc này không thể nào kéo dài được. Dì Năm, hay là giờ dì Năm kêu chị hai con tự thú đi. Mày điên hả? Làm như vậy á, gửi Tuấn Anh bắt dì anh Trang trả tiền lương từ trước tới nay thì sao? Chưa kể là người ta đến nhà má con á, mét cho má con biết, má mày có sống nổi không? Rồi giờ tính sao dì Năm? Không lẽ cứ để chị hai con ở vậy hoài rồi sau này ai dám lấy chị hai con nữa? Thì cũng giống như tao thôi. Hả? Thôi, chuyện tới đâu hay tới đó đi. Thôi mà. Dì Năm. Ừ.
nhà tôi giám đốc. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa giám đốc, có người gặp. Là ai vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa, cậu ta không xưng tên, chỉ nói là giám đốc xuống rồi sẽ biết. Tôi không tiếp những người không xưng tên. Nói cậu ta về đi. Dạ. Alo, dạ. Sao ạ? Cậu kêu cậu ta lên văn phòng tôi nghe. Tôi gặp hả? Dạ. Đi theo tôi. Vô đi. Vô đi. Cảm ơn. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu tới gặp tôi có việc gì? Tôi... Tôi... Em muốn anh chấm dứt hợp đồng với chị em. Hành Trang kêu cậu tới đây thương lượng với tôi hả? Dạ không, nhưng... Cậu cứ ngồi xuống đi. Cậu có thể kiếm đủ tiền để lo cho má cậu được chứ? Dạ chưa, nhưng mà em sẽ có cách. Cậu thật thà quá. Nhưng mà tôi thích như vậy. Cậu uống nước đi. Sao tự nhiên cậu lại muốn Hành Trang thôi diễn? Cậu cảm thấy tôi xấu lắm hả? Dạ không, nhưng mà em sợ anh ăn hiếp chị em. Có mà chị cậu ăn hiếp người ta thì có. Nhưng mà ở với anh vậy hoài rồi sao chị em có chồng? Em muốn chị em bán thân để nuôi em. À, thứ nhất là chị cậu không có bán thân như cậu nghĩ đâu. Điều thứ hai là trước sau gì thì tôi cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với chị cậu. Nhưng bây giờ thì chưa. Sao vậy? À, anh mà không chấm dứt á, em mé với nội anh á. Thì cứ việc. Nhưng tôi e là Hành Trang sẽ không tha cho cậu đâu. Chắc Hành Trang thường xuyên ăn hiếp cậu có phải không? Không có, chỉ Huy chứ không ăn hiếp. Vậy cả thôi. Con trai một trụ cột trong nhà mà bị người khác chỉ huy là chết rồi. Nhưng mà khi nào em giàu như anh thì em sẽ tự chỉ huy mình. Tức là cậu bị chỉ huy. Tức là cậu bị ém trong nhà, mọi điều nhất nhất đều phải nghe theo ý bà chàng đó. Trời. Thôi, cậu đi với tôi. Đi đâu anh? Thì đi dễ sâu. Đi. Em còn dễ thơ, bước chân con đường, quen thuộc đến trường. Thế nhưng bây giờ, em cảm buồn hơn vào đáng yêu. Lâu giờ này chưa về nữa. Trời, cái thằng này để má nó ở nhà một mình như vậy sao được. Thôi được rồi, để tôi qua nhà với chị. Thôi anh em mình vô đi. À, vui quá. Uống nữa đi.
anh thấy mến cậu rồi đó. Tôi em muốn đâu anh ơi. Về đi, em buồn ngủ quá. Em muốn hết nổi rồi. Anh thích bài này. Vô. Vô anh ơi. Cô đi đâu vậy? Tôi có chuyện gấp lắm, anh thả tay tôi ra. Cô đi hẹn hò đúng không? Ít ra cô cũng phải nể tôi một chút chứ. Trời ơi, Đức Long chưa về nhà. Tôi phải về coi nó sao cái đã. Đức Long hả? Ừ. Tôi đưa cậu ấy về rồi. Anh đi với Đức Long hả? Đúng không? Thì cậu ấy đi với tôi suốt từ chiều nay. Anh Trang xinh đẹp, anh Trang xinh đẹp, nghe điện thoại đi Hạnh. Vậy con nghe gì? Thằng Đức Long mới về rồi đó con. Con khỏi qua nhà nghe. Dạ. Anh làm tôi đau tim chắc chết quá. Anh dám đưa Đức Long đi uống rượu hả? Gì vậy trời? Anh dạy hư nó rồi đó. Nó chưa bao giờ uống bia nữa mà. Tôi buồn ngủ lắm rồi, để tôi ngủ đi. Sếp kiểm tra sổ sách rồi ký giùm em đi ạ. Mọi việc ở nhà chứ ổn chứ? Dạ tất nhiên rồi, sếp không thấy à? Tất cả mọi việc của nhà hàng mình đều đi vào nề nếp hết. Sếp đi chơi có vui vẻ không? Lâu lâu được nghỉ ngơi nên cũng thấy thích. Bữa nay nhà hàng mình có tiệc cưới hả? Dạ có, là con của một giám đốc lớn. Mà hôm nay nhà hàng mình đang thử nghiệm một món ăn mới. Nếu như mình thành công sẽ thu hút được nhiều khách đó sếp. À dạ. Nhưng mà cậu phải để ý đến khâu phục vụ đó. Dạ em biết rồi. Sếp cứ yên tâm đi, hành trang chỉ ngồi một chỗ thôi mà. Dạ em xin phép.
Đám cưới của ai mà sang quá vậy? Món mới và lạ đó con. Đám cưới này á, đãi toàn là món nướng không hà, để cho thực khách ăn không bị nhàm chán. Ờ hả? Nghe nói là đã phát thèm rồi. Sao rồi? Đi Mũi Né có gì lạ không? Trời ơi, gì? Có nhiều món ngon mà lạ lắm. Con ghi lại hết luôn rồi. Bữa nào con với dì làm nha. Rồi. Chuyện gì mà anh ta lại phải gặp Liên Hành Trang vậy? Hai người lại có việc gì giấu mình? Cô này cũng ghê thiệt. Cô làm cái gì vậy? Hả? Cô không biết phép lịch sự là gì sao? Tôi xin lỗi tại tôi giỏi quá. Cô đi đâu? Tôi có công chuyện chút. Nè, cô có biết đang là giờ làm việc nghe. Không phải muốn đi đâu là đi đâu. Anh nhìn lại đi, tôi cũng có quyền nghỉ trưa như tất cả các nhân viên khác chứ. Với lại anh trả công cho tôi vì công việc ở nhà, chứ có phải ở đây đâu. Gì không? Không, cảm ơn. Nước cam nha. Cho một ly nước cam. Dạ. Anh nói có chuyện gì quan trọng cần gặp riêng tôi mà. Chuyện gì vậy? Tôi thật không ngờ cô Hạnh Trang lại đóng kịch giỏi như vậy. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Cô có thể qua mặt được mọi người, nhưng không bao giờ qua mặt được tôi đâu. Cái ngày mà cô đến nhà Tuấn Anh để phá cái tiệc chúc mừng tân giám đốc mới đó, tôi đã nghi lắm rồi. Anh định làm gì? Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ báo cho cô này. Khỏi thôi. Dạ cảm ơn anh. Tôi không có sợ anh đâu. Cô yên tâm, không việc gì phải lo sợ.
cũng phần làm công ăn lương thôi. Tôi sẽ không làm gì để tổn hại tới cô đâu. Chúng ta đều cần tiền mà, nên nhớ đừng bao giờ có suy nghĩ chống đối lại tôi. Bà cháu vẫn khỏe chứ? Dạ, cảm ơn bác. Bà cháu vẫn bình thường ạ. À, còn vợ cháu ra sao? Khi nào thì sinh? Dạ, thì cuối năm đó. Dù sao thì cũng là con của mình. Bác đã nói với bà cháu rồi, là đàn ông, việc mình làm mình phải tự có trách nhiệm. Bác khuyên cháu, cháu phải nên biết yêu thương lấy vợ con của mình. Dạ, cháu hiểu. Nhưng bữa nay cháu tới muốn nhờ bác một việc, mong bác giúp cháu. Việc gì cháu cứ nói, bác sẵn sàng. Cháu đang có một kế hoạch mua một khu đất bên cạnh nhà hàng. Nó rộng khoảng 500 mét vuông. Cháu sẽ xây dựng một hệ thống các dịch vụ ở phía sau nhà hàng để phát triển nhà hàng thành một dịch vụ khép kín hoàn hảo. Và cháu đang cần vốn. Dạ, lúc này thị trường bất động sản đang chững lại. Ba cháu còn những công trình dở dang chưa bán được, nên không thể giúp cháu được. Bác rất hiểu, nhưng mà công việc thì mình phải có tính nguyên tắc của nó. Cháu biết chuyện của ba Kim Ngân rồi chứ? Bác không muốn trường hợp đáng tiếc đó lại xảy ra lần nữa. Dạ, cháu hiểu. Cháu sẽ làm theo nguyên tắc, nhưng cháu chỉ muốn bác hướng dẫn giúp cháu. Cháu biết đó, số tiền cháu định vay vốn là khá lớn, một mình bác không thể giải quyết được. Cháu phải trình một bản kế hoạch và giấy tờ mảnh đất đó, không phải chỉ để thuyết phục bác mà là thuyết phục cả ban lãnh đạo của ngân hàng nữa. Dạ, cháu sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất, rồi lúc đó sẽ xin ý kiến bác. Bác cần một kế hoạch chắc chắn. Dạ. Sao lại có chuyện này xảy ra? Chúng ta đều là người lớn, sao chú lại làm anh như vậy? Anh thông cảm, gia đình chúng tôi cần tiền ngay. Hơn nữa, họ hứa với chúng tôi họ tự lo giấy tờ, gia đình chúng tôi không quen biết ai. Thì có khó khăn gì chú phải nói cho tôi biết chứ. Bây giờ chú tính sao? Mong anh thông cảm giùm tôi. Chú làm vậy là giết tôi rồi. Tôi rất cần mảnh đất đó. Hay là tôi sẽ trả cho chú cao hơn. Đằng nào anh cũng bán nhà hàng của mình, cố làm gì? Ai nói với chú là tôi sẽ bán nhà hàng đó? Thì người quản lý nhà hàng của anh đó. Cậu Hải? Đúng. Cậu ta đi với một cô gái, nói với tôi muốn mua mảnh đất và muốn mua lại nhà hàng của anh. Không phải anh muốn bán nhà hàng à? Yeah.
vậy? Dạ chào giám đốc. Nói cậu Hải lên gặp tôi. Dạ nhưng hôm nay anh Hải không đi làm ạ. Không đi làm? Sao không báo gì với tôi vậy? Dạ tại vì... Cô gọi điện thoại nói cậu ấy lên gặp tôi gấp. Dạ. Đây là lý do của tôi. Chuyện gì như thế này? Tôi muốn xin chỉ việc. Có phải chuyện này liên quan đến chuyện mua đất của tôi không? Tôi cũng đang muốn gặp cậu nên hỏi cho rõ ràng việc này đi. Tôi nghĩ là chuyện phương trường anh tặng tôi mà, cho nên là bây giờ tôi không bàn cãi gì vấn đề này thêm nữa. Tôi đối xử với cậu có điều gì không tốt sao? Tại sao cậu lại phản bội tôi? Tôi chỉ muốn tìm cơ hội mới cho bản thân mình thôi. Cậu làm việc cho ai? Tôi làm cho ai? Hay là cho bản thân tôi? Điều đó không quan trọng. Cậu nói dối. Tôi thừa biết cậu không có tiền. Ai đang đứng sau lưng cậu để chơi tôi đúng không? Tại sao cậu lại đâm sau lưng tôi? Anh nói là tôi đâm sau lưng anh. Vậy nếu là tôi trả lời câu hỏi của anh thì tôi sẽ tiếp tục đâm sau lưng một người khác nữa, đúng không? Tôi không thể nào lặp lại một hành động trong hai lần. Anh thông cảm nha. Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không muốn giữ những người không có lòng trung thành. Tôi cũng không tiếc những người như cậu đâu. Chúc anh gặp may mắn với những người chủ mới và những kế hoạch mới. Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Cảm ơn. Xin chào. Anh vẫn ở nhà hàng chứ? Em mời anh đi uống cà phê và có chuyện cần nói với anh. Xin lỗi em, nhưng anh rất mệt, anh không muốn ra ngoài lúc này. Em biết, nhưng biết đâu đi ra ngoài anh sẽ thấy dễ chịu hơn thì sao? Nhưng em đang đứng dưới sân của nhà hàng anh nè, đợi anh trong vòng 5 phút thôi nha. Thank you.
Cô đi đâu mà giờ này mới về? Tôi đi có chút chuyện. Chứ không phải là đi hẹn hò với ai hả? Trong hợp đồng không ghi rõ điều này, tôi phải giải thích với anh. Hãy xin nghỉ việc rồi phải không? Vậy là bây giờ cô cũng dám nói rõ ra rồi đó. Cô với hắn đã bàn bạc với nhau trước rồi còn gì? Anh nói gì tôi không hiểu. Chắc hắn xúi cô về chấm dứt hợp đồng với tôi phải không? Cô đừng có mà mơ. Tôi sẽ không để cho hai người qua mặt tôi một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh đang căng thẳng. Tốt nhất là để khi nào bình tĩnh lại chúng ta hãy nói chuyện. Tôi đi tắm đây. Cô phải nói cho tôi nghe xem, cô và Tài Hải bàn tính cái gì? Nói. Anh làm cái gì? Đổi cãi. Cãi cái gì? Trả lời cái gì? Trả lời đi. Anh vô lý vừa vừa thôi chứ. Tôi có quyền tự do cá nhân của tôi. Không lẽ tôi đi ra ngoài với bạn bè không được hả? Cô muốn trả lời tôi. Con chào ba. Ủa rồi con có chuyện gì mà qua muộn vậy? Dạ con chào nội. Chào con. Hôm nay con có mua sổ đồ nành nóng cho nội và bánh tiêu cho cả nhà nè. Được, cảm ơn con. Ba, con mời má. Thôi chỉ là hiểu lầm thôi, anh hiểu chưa? Hiểu lầm cái gì hết? Con mau trả lời. Hai đứa này đùa nghịch cái gì mà dữ vậy không biết. Nội, hình như chị anh Trang làm gì đó cho anh Tuấn Anh bực mình thì phải. Cô lâu lắm rồi đó. Nội nghe thử coi. Có quan hệ gì? Tiếng anh Tuấn Anh la mắng là mầm kìa. Hắn nào tôi đâu có biết đâu. Còn mau nói đi. Anh làm cái gì vậy? Anh có biết là không có nó là như thế nào không hả? Không sao cả. Cô đừng có đánh trống lảng. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh đừng có mà lớn tiếng với tôi. Nhỏ nhẹ còn chưa ăn thua gì đâu. Bực phịch lối. Cô á, cô đừng có đánh trống lảng nghe. Trả lời tôi mau, đừng có chối cãi quanh co nữa. Cô trả lời đi. Anh vô lý gì vừa thôi chứ? Tôi đã nói với anh rồi, tôi có quyền tự do cá nhân của tôi. Không có biết. Cô mau trả lời đi. Tại sao anh không cho tôi đi ra ngoài gặp bạn bè chứ? Bạn bè cái gì? Anh buông tôi ra. Cô với hắn có quan hệ gì? Cô nhất quyết không nói phải không? Anh làm cái gì vậy?
nổi không? Không có gì để nói với anh hết á. Con không nói phải không? Tôi không nói. Tôi không nói đâu. Có chuyện gì đâu mà nói. Nói đi. Mở cửa ra. Không. Con có mở cửa không? Con chết với tôi nghe. Mở cửa. Không. Ủa, nội với Kim Ngân làm gì ở đây vậy? Nội lên kiếm anh xuống ăn trái cây. Đúng rồi. Còn em lên đây tìm anh có chuyện bàn gấp. Con xuống ăn trái cây với ba đi nhé. Con xuống liền. Dạ. Còn chuyện gì nữa em? Em muốn mời anh đi uống cà phê. Em nghĩ anh cũng cần ra ngoài cho nó thoáng. Thôi, anh thấy là để hôm khác đi. Anh mệt lắm. Đi anh, đi cà phê với em. Anh sẽ thấy bớt căng thẳng liền à. Anh suy nghĩ gì nữa? Đi với em nha. Đi. Đi mà. Nè nè, anh đi đâu vậy? Không phải chuyện của cô. Hả? Tự nhiên anh la lối vô cớ rồi anh bỏ đi hả? Anh không có được đi. Con chào nội, con chào ba. Hai con đi đâu vậy? Con xin phép nội và ba cho hai anh em con ra ngoài chút xíu ạ. Xin nội và ba con đi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Nhớ giờ sớm với con. Dạ. Anh muốn mừng đồ giải sầu hả? Vậy mà em tưởng anh uống cà phê với em chứ. Em có vô ba cùng anh không? Tất nhiên là được. Anh muốn đi đâu em cũng chiều mà. Không bao giờ em từ chối anh đâu. Trời ơi, hư hết trơn rồi. Lấy cái gì thay thế đây? Nội vô được không con? Nội vô đi nội. Nội mang trái cây cho con đi nè. Dạ. Phụ nữ có thai phải ăn nhiều trái cây con à. Dạ. Nội để đó lát con ăn. Con sao vậy? Con có đau đâu không? Dạ. Dạ. Nè, có chuyện gì phải nói cho nội biết ngay nha. Dạ. Tại con hơi khó chịu. Chắc cũng bình thường đối với mấy người mang bầu hả nội? Nội còn nhớ hồi nội mang bầu ba thằng Tuấn Anh, nội cũng ốm nghén tới khổ vậy đó. Lúc nào cũng khó chịu, không ăn được gì hết. Nhìn thấy đồ ăn là nội muốn ói rồi. Ai cũng vậy hả nội? Không, không hẳn vậy. Tùy người chứ con. Đó, nội thấy như con nè. Có ốm nghén gì đâu. Mà như vậy là tốt đó con. Càng ăn được nhiều càng tốt. Dạ. Có làm sao vậy? Có làm gì vậy? Nè, có
có bầu là không được xoa bụng đâu đó nha. Xoa bụng mới là sinh non đó, cô có hiểu không? Mà giờ này á là phải để cho đứa trẻ nó ngủ. Con xoa bụng vậy là làm cho nó thức đó. Dạ. Thôi con nghỉ đi, nội xuống để coi xem Tuấn Anh nó về chưa nha. Dạ, nội ngủ sớm nha nội. Ừ. Nè, trái cây đi nè, ăn đi nha. Dạ. Ủa, cái gối này cái gối này, cái này là cái gối ghiền của con, con mang từ bên nhà qua. À, nó bị rách, ngày mai con giá lại. Ừ, thôi để đây nội giá cho. Phụ nữ mang thai không được dùng những cây kim sắc nhọn đâu con. Để đó, đưa đây nội. Dạ dạ thôi nội, nội lớn tuổi rồi đâu có thấy đường đâu, mai con đem ra tiệm cho người ta may lại. Tội nghiệp, từ nhỏ tới giờ con chưa được ai chăm sóc phải không? Giờ có nội rồi nha, nội sẽ làm tất cả cho con biết không? Dạ. Thôi con nghỉ đi nha. Dạ, nội ngủ sớm nha nội. Hồng muốn gì? Không chừng qua mấy vụ này tim mình to được thêm mấy phần nữa. Em nói cái gì? Hải đang muốn cạnh tranh với anh hả? Ừ. Quên đi, còn lâu anh ta mới đủ tầm chơi với anh. Anh đừng có quá tự tin và coi thường hắn như vậy. Trên phương trường có ai biết trước được chuyện gì xảy ra đâu. Có khi nào gia đình của ông Hải có đất cát ở dưới quê vừa bán? Em cho anh coi cái này rồi anh sẽ biết hết sự thật. Không thể tin được, thằng cha Hải lại chơi anh chứ. Không, không thể như vậy. Chắc chắn đây là một âm mưu. Đằng nào anh cũng bán nhà hàng của mình, cố làm gì? Ai nói cho chú là tôi sẽ bán nhà hàng đó? Thì người quản lý nhà hàng của anh đó. Cậu Hải. Đúng, cậu ta đi với một cô gái, nói với tôi muốn mua mảnh đất và muốn mua lại nhà hàng của anh. Không thể nào, không thể nào. Mà tiền ở đâu để có chứ? Một số tiền lớn như vậy làm sao mà anh ta có thể có được? Chắc chắn là đằng sau anh ta có một ngày nào đó lợi dụng Hải núp bóng để hại anh. Em phải khổ sở dữ lắm mới mừng coi được người phô tô bản hợp đồng từ tay ông chủ đất. Em cũng thấy trong vụ này có nhiều điều lạ lắm. Chắc là anh không biết đó, chứ mấy lần em qua bên nhà hàng anh, em thấy thầy Hải rất thích hành trang. Anh Trang, đây là tình cảm của tôi. Tôi gái trẻ, chẳng lẽ là anh Trang? Quá vô lý. Anh à, những chuyện tưởng là vô lý nhưng lại là sự thật đó. Em cũng đang phụ giúp việc kinh doanh nhà hàng cho gia đình của em, cũng gần miếng đất đó. Tài Hải đã làm quản lý cho nhà hàng anh lâu năm rồi, cho nên tất cả những yếu điểm và lợi thế của nhà hàng anh hắn đều nắm rất rõ. Vì vậy, nếu như hắn mở nhà hàng riêng thì chắc chắn sẽ thắng nhà hàng anh. Đừng nói tới bên nhà hàng em, thua là cái chắc. Làm
Làm sao mà cậu ta có thể vô ơn như vậy được? Từ khi cậu ta lang thang kiếm việc với mảnh bằng cấp, ba anh á đã thu nhận cậu ta vào làm và đã trả một mức lương rất là hậu hĩnh. Em nghĩ là thông tin lọt ra từ gia đình nhà anh đó. Ý em là nghĩ cũng tội, Hạnh Trang là vợ thật của anh, nhưng mà cô ta có được nắm quyền hành gì đâu trong nhà hàng của anh. Em nói vậy để gì? Em là phụ nữ cho nên cũng thông cảm cho cô ấy. Ý em là sao? Ý em nói là Hạnh Trang phản bội em đó hả? Hạnh Trang hợp tác với Hải thì còn được làm bà chủ, chứ với anh cô ta được gì ngoài việc để mướn? Nè, anh làm gì vậy? Không thể như vậy được, cô ta là cái thái gì chứ? Anh cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe cái này. Đi đâu mà giờ này còn chưa về không biết nữa. Đi đâu giờ này mới về vậy? Người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Sáng mai tỉnh dậy tôi tính tiền chờ đợi cho mà biết. Làm gì vậy? Ai cho phép anh làm như vậy chứ? Anh đừng có tưởng anh sai rồi anh muốn làm gì thì làm nha.
làm gì cô. Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ nghe. Chứ ai cho phép anh kéo tôi vô người anh chứ? Cô đừng có mà bịa đặt ha. Thương người như cô tôi không có thèm đâu. Chẳng qua là vì nội và ba tôi nên tôi mới phải ở chung phòng với cô thôi. Anh dám nói với tôi vậy hả? Không biết chừng cô lăn xả vào tôi cũng nên. Nè, loại con gái như cô cũng dễ lắm. Anh, do đó mà tai hại mới gạ gẫm được cô. Tôi không thèm nói với người sai mất trí như anh. Mất trí rồi. Anh lên giường ngủ đi cho tôi nhờ. Cái phòng này là của tôi. Tôi thích ở đâu, tôi thích nằm đâu, thích ngồi đâu là quyền của tôi. Cô đi chỗ khác mà ngủ đi. Mà tốt nhất là cô nên kiếm chỗ nào đi luôn đi. Đừng có ngủ trong phòng này nữa. Mà tôi sợ là tôi còn ngủ trong phòng này cô lại lăn xả vô tôi. Anh quá đáng nhiều thôi nha. Thì tôi có thân tôi phải giữ chứ. Chứ mấy bữa nữa lỡ cô lăn ra ăn giả tôi thiệt thì sao? Mà mấy cái đó không có trong hợp đồng đâu nha. Chúc cô ngủ ngon. Sao bây giờ trời? Hành Trang. Nội. Dạ nội. Sao con nằm đây? Sao? Sao con lại ngủ ở đây mà không về phòng ngủ hả con? Dạ. Hai đứa cự nhau hả? Dạ. Anh Tuấn Anh nhậu về xỉn rồi anh không cho con ngủ trong phòng. Sao nó lại vậy không biết được. Để nội đi. Nội, ai lại để bầu bì như thế này ngủ trên ghế làm sao được. Cái thằng này càng chiều càng hư. Đi, đi lên phòng nội ngủ. Dạ thôi, khuya rồi nội, để mọi người ngủ. Với lại con ngủ đâu cũng được, quen rồi. Đâu có được, con để nó cư xử vậy sao? Nội không thể chấp nhận được. Nội, nội thông cảm cho ảnh đi. Mấy bữa nay nhà hàng gặp nhiều chuyện lắm. Với lại anh Hải quản lý tự nhiên xin nghỉ việc nên ảnh nóng tính vậy đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy chắc nó phải lo lắng lắm. Dạ. Con ráng chiều nó một chút nha. Ừ, dạ. Thôi đi, đi lên phòng nội ngủ đi. Dạ, dạ đâu có được nội. Sao mà không được? Dạ tại vì là con cứ ngủ với nội vài hôm, khi nào Tuấn Anh nó hết căng thẳng thì lại về phòng ngủ tiếp. Đi con. Dạ thôi. Con ngủ con hư lắm nội. Nội ngủ với con không có được đâu, không có chịu nổi đâu. Nội
nội cứ để con nằm ngoài này được rồi, nằm vài bữa thôi mà nội. Không với lại á, anh Tuấn Anh mà thấy con có chỗ ngủ đàng hoàng, anh không chịu làm lành với con sao? Không sao, cứ vô phòng ngủ với nội đi. Đi dạ, con dạ dạ đi dạ 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 nội lên trước đi. Đi nha. Dạ. Lẹ lên đi con. Dạ. Chết rồi, làm sao đây? Không có cái bầu giả nằm với nội. Ngủ đi con. Dạ. Mà sao không ngủ đi còn đọc cái gì nữa? Dạ. Khuya rồi. Dạ. Củi đung ngửa, bà chữa nằm nghiêng, các cụ dạy đúng thiệt. Trời ơi, làm sao đây? Còn có cái bầu giả thật nguy hiểm, nằm nghiêng hoài sẽ chịu nổi. Sao? Đi đâu đó? Dạ. Dạ. Sao không nằm ngủ còn đi đâu con? Dạ, nồi ngủ đi. Dạ, con đi vệ sinh. Tội nghiệp, phụ nữ có bầu cứ mắc tiểu hoài. Chị hả? Chị đánh một cái chết bây giờ.
chị á là chị không có được xinh đẹp thôi, chứ chị không có xấu nữa chưa. Nè, ăn đi. Xuống 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 nè, ăn đi. Đừng có tính định. Nè, uống nước đi. Nè 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 nè. Nhé. Tội nghiệp, nó cũng ngoan và tình cảm đó chứ. Con làm nội thất hả? Không, đừng ngủ rất ngon. Con có ngủ được không? Dạ, lâu rồi con mới ngủ ngon như vậy. Chắc Sen cũng là làm đồ ăn xong rồi đó. Con dậy đi, rồi lên kêu Tuấn Anh dậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa chứ. Dạ, tối hôm qua anh uống say ngủ trễ, nên một chút nội nó Sen lên kêu ảnh đi làm giùm con. Để cho anh ngủ thêm một chút, con đi làm trước hai nội ha. Thôi, vậy cũng được. Con, trời ơi, dì Năm làm gì sáng sớm cỡ mít thơm quá vậy, thơm hết cái nhà hàng này luôn. Sao hôm nay con đi làm sớm vậy? Giám đốc không á? Giám đốc không đưa con đi hả? Mà con thấy con ở bển có tiện không vậy? Dạ, sáng con tự đi sớm một mình đó chứ, cần gì đưa. Nhưng mà con ở bển cũng tốt, dì đừng lo. Hành Trang à? Dạ. Dì lo cho con quá à? Hay là con nói với cậu Tuấn Anh dừng cái hợp đồng quỷ quái đó đi, chứ mọi chuyện mà dở lỡ ra thì khổ đó. Chuyện này dì nói nhỏ thôi. Dì biết mà. Con đã nói gì rồi, con sống ở bệnh cũng tốt mà, có gì đâu. Sao sáng nay dì làm gì mà chuẩn bị điểm tâm sớm vậy? Dì thấy mấy đứa đi mua trái mít ngon quá, đầu giờ dì tranh thủ tách muối ra đó mà. Gì? Tại sao mình không làm bánh bao mít? Mít chín tới như vậy là làm ngon lắm luôn á. Bánh bao mít? Rồi có dùng bột mì như bánh bao khác không? Mà dì chưa bao giờ nghe món đó. Không, mình dùng chính cái muối mít này làm vỏ bánh bao luôn. Hồi nhỏ ngoại con hay làm cho con ăn lắm. Món này là đặc sản của quê hương đó nha. Gì? Cho con làm thử nha. Nhanh lắm, chút xíu là xong liền hả? Gì? Hả? Cho con một chút cá thác lát với thịt băm. Có ngay. Hành, tiêu, tỏi. Có đủ hết rồi. Hành Trang. Wow. Làm món gì mà có mít nữa vậy? Bánh bao mít. Cái gì? Bánh bao mít hả? Cái gì? Bánh bao mít ăn? Ừ, bánh bao mít. Lẹ ghê. Cũng mới biết món này. Thôi mấy đứa đi làm việc đi. Dạ. Để đây dì Năm coi. Hành Trang nè. Dạ. Con không dùng bột mì thiệt hả? Dạ. Con cũng không nhớ nhân bên trong là gì nữa, nhưng con nghĩ là nó cũng giống như bánh bao thường. Con chỉ làm cho nó thơm hơn, cho thêm một chút nước mắm thôi.
rồi. Hành Trang đâu rồi? Dạ. Mấy giờ rồi? Dạ bây giờ con hỏi cái gì trước ạ? Hành Trang đâu rồi? Cô Hành Trang thì tới nhà hàng rồi. Bà nói em á là lên kêu cậu dậy để đi làm á. Tới nhà hàng? Dạ. Ai cho cô ta tới nhà hàng? Đâu biết. Trời ơi là trời. Cậu ơi, em chưa trả lời câu hỏi mấy giờ của cậu mà. Hỏi cần. Kỹ ta. Không hiểu. Thầu quá, không quen thầu luôn á. Nhỏ giờ mới thấy cái món này vậy nghe. Lẹ gứa. Mời mọi người qua đây. Rồi, con mời dì Năm và mọi người cùng thưởng thức. Ngon thiệt nha. Nó vừa mùi nè, vừa béo ngậy, dai dai, cay, cộng thêm với vị ngọt đặc trưng của bích nữa, trời độc đáo thiệt nha. Thử nữa. Vị Năm, con nghĩ món này đưa vào thực đơn của nhà hàng là được đó. Con tin đó là khách hàng sẽ được đổi vị món bánh bao nhàm chán. Khá lắm, dùng thử đi. Thử miếng đi, cho con thử với. Lấy tầm gấp đàng hoàng. Vị Năm, chị Hai. Nhức lâu mọi người. Ủa, món này món gì mà ngon quá vậy Vị Năm? Em tới đây là đâu mất á, ăn thử đi. Em đến đây có chuyện riêng của em, không liên quan tới chị à nha. Coi vậy chứ Đức Long á có số dặn uống lắm nghe. Tới đúng lúc ghê á. Nè, tự món bánh bao mít của chị Anh Trang làm đi. Dạ. Thử đi con. Ngon không? Ngon. Ngon hết sảy luôn á. Qua đây với chị. Con quay không? Con nghe chừng luôn gì đó. Chừng cho tôi với. Chị làm gì vậy? Từ từ coi. Nè, bữa trước em đi với cái thằng cha phách lối phải không? Thằng cha phách lối là thằng cha nào? Thì anh Tuấn Anh đó. Ừ. Nè, chị nói. Nè, chị không được quyền cấm em đi chơi với ảnh nha. Em lớn rồi á, em biết mình làm gì chứ bộ. Nè, vậy bữa nào em đi với anh Tuấn Anh, em điều tra giùm chị coi. Chị nghi ngờ là hắn ta bị vấn đề gì đó. Vấn đề gì? Em nói chị có vấn đề gì có. Dữ như chị, ai cũng gặp vấn đề. Em thấy anh Tuấn Anh là một người tốt. Em có bị cái gì không vậy? Em bị anh ta mua chuộc phải không? Không có đâu. Cô Hạnh Trang. Chị nhìn là Trời ơi, tôi tìm cô quá trời luôn. Giám đốc á gọi cô lên phòng á. Tìm tôi hả? Ừ. Lẹ lẹ đi. Nói chuyện với em sao nha.
đốc cho gọi tôi. Kể từ ngày mai, cô có thể nghỉ việc tại nhà hàng. Nghỉ việc tại nhà hàng hả? Đúng. Tôi muốn đi làm tại nhà hàng. Chuyện đó có hại gì cho anh chứ? Anh đừng có bắt tôi nghỉ việc. Chà, lâu rồi mới thấy cô ăn nói nhỏ nhẹ vậy đó. Nhưng mà tôi nói rồi, từ nay cô ở nhà không có dính dáng gì đến nhà hàng nữa hết. Anh phải nói cho tôi biết lý do tại sao chứ. Tôi không đồng ý anh sa thải một nhân viên, anh cũng phải cho họ biết lý do tại sao chứ. Nhưng mà tôi tin là tôi không có làm gì sai để anh sa thải tôi hết á. Anh nói đi. Cô giả vờ không biết hay là không biết thiệt đó? Tôi đâu có ngu để mà ngồi chờ cô thực hiện kế hoạch của mình. Anh nói vậy là sao? Tránh ra đi. Đồ đáng ghét. Nói vậy là sao? Kế hoạch nào đâu? Tuấn Anh. Nội. Con với Hạnh Trang vô ăn sáng rồi hãy đi làm. Ủa, ba con đi làm rồi hả nội? Ba con đi rồi. Dạ, sáng nay con có chút việc bận nên con phải đi sớm. Thôi, con đi đây. Chờ em với. Hả? Tôi không đồng ý nghỉ việc tại nhà hàng. Tôi là giám đốc hay cô là giám đốc, tôi sẽ buộc cô nghỉ việc cho con. Dạ, thế nào tụi con đi làm. Thôi đi tới nhà hàng anh. Ở nhà, đồ ngang vướng. Cái gì vậy Tuấn Anh? Nội à, con có việc này muốn thưa với nội. Con nói đi. Nhưng mà đừng có ý thế đàn ông mà nói năng bất lịch sự với mẹ của con mình đó nha. Nội à, có phải là mấy người mang bầu á thường là rất hay mệt mỏi đúng không? Như vậy á, con nghĩ là Hạnh Trang nên nghỉ ngơi ở nhà đi dưỡng thai, chứ không nên đến nhà hàng nữa, chỗ đó ồn ào lắm. Nội biết không? Như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của thai nhi trong bụng nè. Tuấn Anh nó tính phải đó con. Con bầu bì như vậy mà cứ chạy đi chạy lại trong nhà hàng không có tốt đâu. Nội, con thấy sức khỏe của con tốt mà. Thôi con cứ nghỉ ngơi, công việc nhà hàng đã có Tuấn Anh nó lo. Nhưng mà nội ơi. Thôi để nó đi làm. Nội. Rồi chăm sóc Hành Trang giùm con nghe. Con đi làm đi. Hành Trang, vô ăn sáng. Dạ. Anh sẽ biết tay tôi. Ơi, cô ngồi đó đi, để em lấy đồ ăn sáng cho cô nha. Thưa giám đốc, hôm nay có người gửi qua cho cô Hạnh Trang ạ. Ai vậy? Dạ em không biết. Cô để trên quầy chân cho đẹp, hôm nay cô Hành Trang không đến. Dạ. Chị coi đi. Chắc họ lầm á, chứ tôi làm gì có quà bao giờ. Mà tại sao phải đối tượng đi? Tôi đâu biết.
Dạ, chào giám đốc. Bữa nay chỉ có tiệc thôi nôi, tại khu Bích Đào thôi à? Dạ, nhà bếp đang chuẩn bị thức ăn rồi ạ. À, thứ sáu tới là có tiệc cưới của con ông Ngọc Bình. Con nhớ phải chuẩn bị chu đáo nghe. Và nhớ giới thiệu thực đơn mới, đặc biệt của nhà hàng, để họ có nhiều lựa chọn. Dạ, dạ đây ạ. Mời giám đốc xem qua. Đây là danh sách các món ăn mới của nhà hàng. Bữa đó, con nhớ là kê bàn rộng ra một chút và bố trí qua vòng quanh sân khấu và lối đi để cho không gian rộng và thoáng hơn. Dạ, dạ. Bánh bông mít à? Dạ. Món khai vị này tôi chưa nghe thấy bao giờ. Khách hàng yêu cầu nhà hàng mình phải làm món đó à? Dạ, món mới đó anh. Hình như đây là món mà nhà hàng mình mới vừa sáng chế ra. Khách hàng cũng đã thử rồi và họ rất là ưng ý ạ. Vậy sao tôi chưa nghe qua về món này vậy? Cô nói nhà bếp chuẩn bị một vài món mới, mang lên để tôi thử xem chất lượng ra sao. Dạ. Nè, cậu Chí. Dạ. Lại đây tôi nhờ một chút. Dạ, quân lý rồi. Cậu chào cô. Chào chú. Chú, tôi muốn bàn với chú một việc. Cô đừng nói là không mua đất của tôi nữa nha. Tôi không bằng lòng đâu. Dạ không phải vậy đâu chú. Cô có biết ông Tuấn Anh đã nói với tôi những lời khó nghe như thế nào không? Hơn nữa tôi chưa bao giờ thất tín với một ai như vậy. Thật ra tôi muốn nhờ chú một việc không to tát lắm đâu. Chú đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn chú ghi lại bản hợp đồng mua bán đất giữa chú và anh Minh Hải. Lại hợp đồng? Tôi không viết đâu. Một mảnh đất mà viết đi viết lại tới 3 lần. Nếu biết vậy thì tôi bán đại mảnh đất đó cho ông Tuấn Anh cho nó xong việc. Ông có muốn xây nhà hàng hay thế nào thì tùy ông. Miễn sao tiền đất tôi lấy đủ là được. Chú cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Việc tôi sắp nhờ chú sẽ mang lại cho chú rất nhiều tiền. Nhưng chú phải đảm bảo bí mật cho tôi. Cô đem lại lợi nhuận cho tôi mà không có gì phạm pháp thì tôi đây rất sẵn lòng. Ok. Đây, tôi muốn chú sửa lại bản hợp đồng. Nè. Dạ. Sao không mang bao tay vô? Dạ, tại khách gọi gấp quá vậy nè. Gấp mấy cũng không làm vậy. Nấu ăn á là phải bảo đảm vệ sinh, hiểu không? Dạ hiểu. Con nhỏ này không biết có chuyện gì không mà sao giờ này không thấy tới. Dì Năm ơi, dì Năm ơi, khách tới rồi. Khách tới. Cái gì? Khách tới chưa mà chạy vô đây? Dạ, khách chưa tới. Nhưng mà giám đốc á thì tới. Giám đốc muốn thử món ăn mới. Đó là món bánh bông bít á. Cái gì? Giám đốc muốn nếm thử. Ủa, mọi người đừng nhìn tôi nha. Nhìn các món ăn kìa. Giám đốc á mà kiểm tra chất lượng hả? Mấy món ăn không vừa ý là tôi không chịu đâu nha. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Mới nhìn nó làm có một lần à. Không biết tao có làm được hay không nữa nè. Ừ, được mà dì Nam. Con nói dì Nam làm được mà, tự tin lên. Ừ, dì Nam làm được có cái gì đâu. Mọi người làm ngay, mang lên cho giám đốc. Tôi đi lo công chuyện đây. Không làm nhanh á, giám đốc trách phạt. Là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Con nhỏ này,
không nghỉ ngày nào, nhằm ngay ngày này mà nó nghỉ mới chết đó chứ. Dì gọi điện cho hành trang xem sao. Đúng rồi đó. Phải gọi cho chắc ăn. Ừ, đúng rồi dì Năm, Năm gọi đi dì Năm. Lần này đích thân giám đốc xuống kiểm tra thức ăn. Ừ, dì Năm gọi lẹ em đi dì Năm. Ừ, được rồi, để tôi gọi cho nó coi sao. Con nhỏ này dám nó ngủ quên lắm đó. Dạ. Chắc vậy rồi. Hạnh Trang xinh đẹp, Hạnh Trang xinh đẹp, nghe điện thoại đi Hạnh Trang. Hạnh Trang xinh đẹp, Hạnh Trang xinh đẹp. Sao vậy Năm? Ra ngoài mà nó không bóc máy. Chết thiệt đó. Con ngồi đây coi tivi với nội nè, nhiều chương trình hay lắm. Hầu hết các em bé đều thích tắm, nhưng những ngày đầu chắc ngày xưa thằng Tuấn Anh nó dễ nuôi như con chó con vậy, vừa không thích lẫn lộn, đặt thế nào cũng ngủ ngay được. Chắc đứa trẻ trong bụng con cũng vậy thôi à. Một em bé sợ nội, nhiều khi không thích cảm giác. Cái chương trình này cũng cần coi nữa hả? Bạn có thể cảm thấy lo ngại khi giữ tấm thân bé nhỏ trong của em bé. Quan trọng lắm chứ con. Trẻ con nó như cây non vậy đó, phải chăm chút nó, phải chăm sóc nó thật cẩn thận, như là cách đặt trẻ con nằm ngủ thôi. Nếu con không biết đặt đúng cách, nó cũng giật mình, nó cũng khóc, khổ lắm đó chứ con. Ý con nói là sau này nội chỉ dần dần cho con cũng được rồi. Con tin nội chăm sóc con rất kỹ lắm. Đầu khi gội đầu cho em bé, tập về không thấm nước. Nội hả? Con chuyển kinh khác được không? Ờ tùy con á. Dục dục thay tả. Chúng ta thực hiện với món bong bóng heo đồ nguội. Vật liệu gồm có như sau. Một cái bong bóng heo. Nội, nội cho con coi kênh này nha. Hạnh Trang xinh đẹp, Hạnh Trang xinh đẹp, nghe điện thoại đi Hạnh. Cái con nhỏ này, nó bị cái gì sao mà điện thoại reo mà nó không bắt máy trời. Hai trăm gram đậu coi con hoa, kìa còn mê nấu ăn còn hơn con nhà nòi nữa đó. 200 gram cà rốt thái hạt lựu, 2 tay nóng đông cô ngâm nước cho nở thái hạt lựu. Con gái biết nấu ăn cũng tốt lắm đó con. Bữa cơm là mọi người trong gia đình quay quần tập trung với nhau. Người phụ nữ chăm sóc gia đình thường nấu ăn giỏi. Bữa ăn ngon là mọi người đi đâu bận biểu gì cũng nhớ tới bà chủ gia đình là vậy đó. Đậu bó tí boa, cà rốt, da heo, dạ, nấm đông cô, và trộn thật đều. Sau đó cho gia vị vào. Hay là bây giờ mình gọi điện tới nhà giám đốc, biết đâu Hành Trang có nhà giám đốc thì sao. Dạ alo ạ. Dạ cho hỏi thăm đây có phải nhà của cô Hành Trang không ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. Dạ làm ơn cho tôi gặp cô Hành Trang chút xíu đi ạ. Dạ cô chờ con một chút để con gọi cổ ra nghe máy nha. Điện thoại của ai đó? Bà ơi, chẳng có ai đó. Quá. Đây, món cuối cùng đã xong. Hy vọng là giám đốc sẽ ưng ý và khen thưởng cho cả nhà bếp của chúng ta. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi, Tuấn ơi, đem ra cho phục vụ, đưa cho giám đốc dùng thử đi. Dạ. Rồi thôi, bây giờ tất cả mọi người làm việc, chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay. Dạ. Vô đi. Món mới đó hả? Dạ. Dạ thưa giám đốc, những món ăn mới đã chuẩn bị xong ạ. À. Cậu để đó đi. Dạ.
đây là món bánh bao mít phải không? Dạ. Ai làm món này vậy? Dạ thưa giám đốc. Anh Tuấn Anh. Wow, anh biết em tới cho nên dọn sẵn thức ăn đãi em đó hả? Anh đang làm thử một số món ăn mới. Em thử đi, rồi có gì cho ý kiến. Tất nhiên rồi. Nhìn mấy món này là thấy ngon rồi, em phải nếm thử mới được. Dạ em xin phép. Thơm quá à. Ủa anh, món này là món ăn hay là trái cây tráng miệng vậy? Đây là bánh bông mít. Em ăn thử nha. Em ăn thử nha. Tuyệt quá. Món này mà là món khai vị thì rất là thích hợp, không đơn điệu và nhàm chán nữa. À, cô chưa cho biết món này là do ai làm vậy? Dạ thưa giám đốc, đây là do Hạnh Trang chế biến món này cho mọi người ăn thử. Rồi vì năm bếp trưởng thấy ngon quá nên cho vào thực đơn của nhà hàng luôn ạ. Giám đốc thấy sao ạ? Cậu dọn món này cho tôi. Dạ nhưng... Nói là loại bỏ ngay trong thực đơn của nhà hàng. Dạ nhưng thưa giám đốc, em thấy món này rất ngon ạ. Tôi nói không là không. Dạ. Em đã nói anh để cho cô Hạnh Trang nghỉ ở nhà rồi mà. Bộ anh muốn cô làm loạn cái nhà hàng này lên hả? Bây giờ là một món ăn, rồi sau đó cô bỏ cái gì vào món ăn đó và làm cho anh mất khách. Tại sao anh không nghĩ tới lúc đó? Anh đã để cô ấy ở nhà rồi mà. Sẵn đây, anh cho dừng ngay những món ăn mà cô ta làm đi. Tai họa sẽ ập đến từ những món ăn nhỏ này đó. Anh biết rồi mà. Anh nè, còn chuyện bản kế hoạch xây dựng nhà hàng anh lo tới đâu rồi? Nếu hiện nay còn bị tên Hải chặn mua, sao mà lo tiếp được bản kế hoạch kia chứ? Chẳng lẽ xây nhà trên trời à? Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao thằng Hải lại có nhiều tiền như vậy. Chắc chắn là có vấn đề, có âm mưu. Đằng sau nó là ai? Anh cứ nhanh chóng cho tiến hành thủ tục vay vốn để xây dựng đi. Còn chuyện giấy tờ nhà đất, em sẽ cố gắng gặp Tây Hải để thương lượng lấy lại cho anh. Liệu có được không đó? Được chứ. Vì anh quá hiền cho nên mới bị người ta ăn hiếp qua mặt thôi. Còn em hả? Không có dễ đâu. Nếu như nhà hàng của anh và nhà hàng của em hợp nhất là một thì chuyện của anh cũng giống như là chuyện của em. Đối với kẻ tiểu nhân như Tây Hải thì phải dùng luật giang hồ để xử nó, xử gia đình của nó thì nó mới sợ và nhả hợp đồng ra. Có chuyện phạm pháp đó em. Anh yên tâm, mọi chuyện để em lo.